tuổi Bính Dần 1986 trong 6 tháng đầu năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Những cô chú tuổi Dần là người rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Đặc điểm nổi bật của tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh và sự khó lường, cực kỳ ghét phải tuân thủ mệnh lệnh và không hài lòng với quyền lực của người khác. Họ chọn làm lãnh đạo hay là kẻ nổi loạn. Con giáp này rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng hung hăng, nghi ngờ người khác, bởi vì hổ tượng trưng cho sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất và là biểu tượng bảo vệ cuộc sống của con người. Người xưa tin rằng cô chú tuổi Dần trong nhà thì không sợ gì trộm cắp, hỏa hoạn và những kẻ có tà ý. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Bính Dần 1986 hứa hẹn nhiều thành tựu to lớn mà cô chú có thể đạt được trong đời. Vậy trong năm 2021 Tân Sửu, tuổi Bính Dần sẽ đạt được những điều gì và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy cho cô chú tuổi Bính Dần 1986 trong 6 tháng đầu năm 2021? Xin mời quý vị, cô chú và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Bính Dần trong năm 2021. Cô chú tuổi Bính Dần sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy tới. Tuổi Bính Dần gặp cục diện Sửu Dần ám hợp, về cơ bản là một năm khá thuận lợi. Cô chú không xung khắc với thái tuế nên vận trình nhìn chung trong 6 tháng đầu năm ít biến động, dần đi vào ổn định, không có đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Cô chú có chính quan hỗ trợ công việc, giúp cô chú có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, được lãnh đạo chú ý giúp đỡ và đề bạt thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp của cô chú cũng gặt hái được thành quả nhất định. Vì vậy, cô chú sẽ có cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Bên cạnh đó, cô chú nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Điểm nổi bật của tuổi Dần là có rất nhiều sao chủ về tình cảm, chiếu mệnh, có cả cát và hung tinh. Nhìn chung, vận đào hoa vượng tốt cho những ai vẫn còn độc thân. Các mối quan hệ khác phát triển khá tốt đẹp, cô chú có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Để có một năm bình an và gặp may mắn, cô chú tuổi Bính Dần nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Cụ thể, từng phương diện như thế nào, xin mời quý vị hãy theo dõi video đầu tiên về công danh, sự nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cô chú tuổi Bính Dần được chính quan các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Cô chú đạt được thành quả cuối cùng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Sau đó, cô chú có thêm nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương. Chính vì vậy, cô chú chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cô chú cần phải chú ý để đạt được thành công như mong đợi. Sự cố gắng ấy gấp 2 đến 3 lần so với mọi người rất nhiều. Nhưng đôi khi, cô chú có thể rơi vào tình trạng lao lực, vất vả. Do cô chú tuổi Dần vốn thích ăn to, nói lớn, ít chịu nhượng bộ, khi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, ngay từ đầu, cần xác định đừng để bản thân rơi vào các tình huống phức tạp. Cô chú cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói cũng là việc nên làm để có thể giảm thiểu xui xẻo có thể gặp phải, cản trở con đường thăng tiến. Thầy Phong Thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì cô chú tuổi Bính Dần 1986 nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn
giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, vấn đề tiền bạc và tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình tài chính của cô chú tuổi Bính Dần nói chung là ổn định. Cô chú vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay. Nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể nhận được thêm những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Những người làm đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn nhỏ bỏ ra trước đó. Vì vậy, cô chú cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Nhưng muốn có được điều đó, đòi hỏi cô chú phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Cô chú dần mở rộng vòng tròn giao thiệp, kết thân với người tài giỏi. Nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập. Thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Bính Dần muốn tăng vận may mắn và cải mệnh nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về vận tình duyên, gia đạo. 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 là năm khá đào hoa với tuổi Bính Dần. Những người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bởi cô chú có các cát tinh mang với vận đào hoa khởi sắc tốt. Nhìn chung, tình cảm của cô chú tuổi Bính Dần thắm sắc, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Vì vậy, cô chú nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Còn với những người đã có gia đình, vợ chồng đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, để số lần tranh chấp, mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Hãy luôn quý trọng gia đình mình và luôn sống cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp. Trong thời gian này, cô chú nên đeo vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, cần chú ý về mặt sức khỏe. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tuổi Bính Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, gây bất lợi cho phương diện sức khỏe. Tuy nhiên, mọi thứ không quá nghiêm trọng, nên cô chú không cần phải lo lắng quá. Vấn đề sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, có thể là do áp lực công việc gây nên. Vì thế, cô chú cần chú ý nghỉ ngơi, thư giãn, tránh tình trạng lao lực. Thêm vào đó, cần cô chú rèn luyện sức khỏe, vận động thường xuyên để tránh các bệnh văn phòng như đau nhức xương khớp, béo phì. Do có kiếp sát hung tinh hoành hành cũng khiến cô chú gặp sự cố về xe cộ hoặc thương tật ở tứ chi. Cô chú cần thận trọng khi tham gia giao thông, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, kẻo có ngày thương vong không đáng có. Thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Bính Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Bính Dần dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Phần tiếp theo của video, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi Bính Dần. Đầu tiên, vận hạn tháng 1 âm lịch. Nhìn chung, vận trình tháng riêng của tuổi Dần vẫn khá bình ổn, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Cô chú có quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu hết mình, vì thế thành quả thu về cũng khá mãn nguyện. Bên cạnh đó, cô chú có số đào hoa vượng, gia đạo yên vui, đón tin mừng về nhân đinh. Nếu đi xa, cô chú sẽ gặp quý nhân, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng 2 âm lịch. Tháng này, tuổi Dần nên cẩn thận phương diện sức khỏe, có phần giảm sút, khả năng sinh mệnh cao. Bên cạnh đó, áp lực công việc lớn, tinh thần căng thẳng cũng khiến cơ thể suy nhược. Hung tinh kích phát suy nghĩ kỳ quái, cẩn thận kẻo đi sai đường, sức khỏe giảm sút, tâm lý nhiều bất ổn. Tháng 3 âm lịch, công việc tiến hành thuận lợi, có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Tài vận khá vượng, lấy chính tài làm chủ, thu nhập chính tăng, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực, ắt thu tiền về đầy túi. Đề phòng khẩu thiệt thị phi ảnh hưởng xấu tới công việc. Làm nhiều, hưởng nhiều, nhưng khá vất vả. Tháng 4 âm lịch.
Hằng có nhiều hung tinh hoành hành khiến tinh thần cô chú tuổi Bính Dần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, làm việc nóng vội sẽ dẫn tới thất bại. Sức khỏe của cô chú giảm sút, có thể phải tiêu tốn nhiều tiền cho việc khám chữa, điều trị bệnh tật. Bên cạnh đó, áp lực tài chính lớn, nếu không có khoản dự phòng, e rằng sẽ phải đi vay mượn khắp nơi. Vận hạn tháng 5 âm lịch. Tháng này có dư mộc sinh phát, tuổi Bính Dần phấn đấu mạnh mẽ cho công việc, có nhiều biểu hiện xuất sắc, được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Tuy nhiên, cô chú cần cẩn thận sức khỏe. Bên cạnh đó, nhân duyên cát lành, lợi cả công việc và chuyện tình cảm, đón tin vui về con cái. Tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch mang theo vận khí vượng, thúc đẩy công việc và tiền bạc của tuổi Bính Dần tăng trưởng mạnh mẽ. Cô chú dễ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ. Thu nhập của người làm công ăn lương tăng, có thể do được tăng lương hoặc nhận khoản hoa hồng nào đó. Sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu thì cuối cùng cô chú cũng gặt hái được thành quả nhiều, từ đó cải thiện đời sống vật chất. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Bính Dần trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn cô chú tuổi Bính Dần. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các chú tuổi Bính Dần được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan đến máu huyết. Bên cạnh đó, các chú lại gặp hạn Huỳnh Tuyền. Đây là hạn xấu, tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Người gặp sao hạn Huỳnh Tuyền sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu giành lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Còn đối với các cô chú tuổi Bính Dần thì thời điểm này các cô có sao Thủy Diệu chiếu mạng. Đây là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc hơn cả. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Các cô còn gặp phải hạn toán tận. Hạn này là hạn lớn, chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai là luận hung các niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Bính Dần trong thời gian này có các cát tinh như Thiên Khôi, Hồng Loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc. Bên cạnh đó cũng có các hung tinh như Kiếp Sát, Cô Thần, Thiên Không, Hối Khí gây suy nghĩ tiêu cực, khó phát huy sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc cá nhân, tác động khá nhiều tới đời sống tình cảm. Cung tam hợp thì có Thiên Việt, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù, Thiên Đức là những cát tinh thuộc vượng đào hoa, chuyện sinh con cái. Ngoài ra còn có các hung tinh Quả Tú, Kình Riêng, Tử Phù gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thương tật tay chân, động chạm, sao kéo. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Thiên Hỷ, Long Đức mang tới điềm báo quý nhân vượng, xong lại có Đà La, Tiểu Hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút. Nhìn chung, cô chú Bính Dần, vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu 2021, cô chú gặp cục diện Sửu, Dần ám hợp. Năm 2021 về cơ bản là một năm khá thuận lợi đối với cô chú. Thời điểm này, cô chú đạt được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cân nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, cô chú sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh tốt hơn. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, cô chú có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy đầy bổ ích đến từ thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể theo dõi được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.